Đây là phiếu xuất kho không theo lệnh sản xuất ngày 5 tháng 1. Ở đây chúng ta xuất nguyên vật liệu ra để gia công. Khi xuất nguyên vật liệu, làm nguyên vật liệu giảm đi và làm chi phí nguyên vật liệu tăng lên. Căn cứ vào phiếu xuất kho, các bạn thao tác trên phần mềm kế toán Visa như sau. Trong phân hệ kho, các bạn chọn xuất kho. Ở đây, các bạn phải chọn hai nhỏ là xuất kho để sản xuất. Người nhận ở đây theo phiếu xuất kho là Nguyễn Thị Hoài. Chúng ta tìm đến nhân viên Hoài. Ngày hạch toán ngày chứng từ trên phiếu xuất kho là ngày 5 tháng 1. Lý do xuất ở đây là chúng ta xuất nguyên vật liệu ra để gia công. Xuống phần một nhỏ hàng tiền, các bạn chọn các mã nguyên vật liệu. Ở đây là chúng ta xuất vải 100% polyethylene. Các bạn tìm đến mã. Vải polyethylene. Số lượng ở đây là 512 m². Tiếp mã hàng thứ hai là vải 100% tráng phủ PO, số lượng là 124 m². Chúng ta tìm đến mã nguyên vật liệu vải 100 tráng phủ PO, số lượng là 124. Tiếp theo là mích vải 265 m², số lượng 265. Cuối cùng là vải da loại dày 32 m². Hạch toán xong, các bạn kiểm tra lại số lượng xem đã khớp với cả phiếu xuất kho hay chưa. Tổng số lượng của chúng ta ở đây là 933. Khi xuất nguyên vật liệu ra thì làm nguyên vật liệu giảm đi. Nghiệp vụ hạch toán nợ tài khoản 154 có tài khoản 152 theo thông tư 133 thì các bạn phải chọn sang phần thống kê và chọn khoản mục chi phí. Ở đây là chúng ta gia công nên các bạn sẽ chọn là sản xuất chung chấm vật liệu cho gia công. Bấm phải chuột sao chép cho các dòng dưới. Còn theo thông tư 200 thì các bạn hạch toán nợ tài khoản 621 và có tài khoản 152. Sang phần thống kê thì các bạn không cần phải chọn khoản mục chi phí nữa. Hạch toán xong, các bạn kiểm tra lại thông tin ngày hạch toán, ngày chứng từ, mã nguyên vật liệu, tổng số lượng xem đã khớp với cả phiếu xuất kho của giáo trình hay chưa. Ở đây, phần đơn giá của chúng ta sẽ là 0. Sau khi chúng ta tính giá thành, tính giá xuất kho thì phần mềm sẽ tự động cập nhật đơn giá cho chúng ta. Hạch toán xong, các bạn nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ hạch toán. Chúng ta nhấn đóng lại. Tôi vừa hướng dẫn các bạn hạch toán phiếu xuất kho, nguyên vật liệu để gia công ngày 5 tháng 1 trên phần mềm kế toán Visa.